chở phân bà tươi về để xử lý cho chúng ăn. Thơm quá ta. Thơm à? Ủa cái rơm này là mình bỏ chứ mình không cho trùng ăn à? Để lâu ngày nó mục là mình cũng dục vô cho nó ăn chứ. Đây sẽ phân bà tươi, chợ xá sẽ sổ xuống hầm phân gom tổng và sẽ có cánh khuấy. Bà cầu dao thì cánh khuấy sẽ khuấy nhuyễn cái phân ra và chúng ta sẽ xả ra hầm thứ hai ở phía sau lưng canh áo đen. Thì những cái cặn bã rơm rạ chúng tôi sẽ lọc và giữ lại bên ngoài không cho trùng ăn. Để một thời gian tự nó hôi mục thì chúng tôi sẽ tiến hành trồng cây ở khu vườn của mình. Còn riêng đối với phân đã được xây, đã được khuấy nhuyễn thì chúng tôi xả ra và sẽ có máy bơm phía xa xa. Máy cày sẽ bơm phía xa xa, bơm và đi khắp hệ thống trại để cho trùng ăn theo hình thức là cho ăn nước từng vệt hàng cách hàng khoảng tầm 10-15 cm. Ứng dụng công nghệ này thì có thể là trùng sẽ ăn phát triển tốt hơn so với cái việc mà chúng ta chỉ đơn thuần đổ nước vô hầm và bỏ phân vô đánh cho ăn. Chỗ này thì phân sẽ nhuyễn. Này. Cánh khuấy đặt giữa hầm rơm và mở bao dao lên là nó sẽ thấy như thế này. Thì nó hơi hôi, hơi ghê nhưng mà anh em làm quen rồi thì không sao. Vừa sổ nước. Các bạn thấy không? Có ba cái ống nước dẫn sổ xuống và một cánh khuấy chính giữa thì khuấy hầm phân của mình. Công tắc điện dàn trại trong vườn cao su. Trang kiểu này thì cái độ lỏng cũng khá là cao. Tuy nhiên chúng tôi kết hợp giữa cho ăn nước và cho ăn khô. Tức là sau một đợt khô chúng tôi sẽ tắp hai đợt nước để cho cái lớp phân bò tươi nó sẽ được rã ra hết và trùng sẽ hấp thụ và tiêu thụ hết. Như vậy sẽ đảm bảo chất lượng dinh dưỡng phân trùng quế sau khi thành phẩm. Sau khi xả xong hầm này thì chúng tôi, anh em công nhân sẽ tiến hành xả cái xe xá của cái phân bò tươi đã gom từ sáng. Khi đầy hầm chúng tôi sẽ bơm từ hầm hố phân gom 1 qua hố 2, hố 3 và hố 4 ở mỗi khu vực trung tâm trong toàn bộ dạng trại này. Toàn bộ dạng trại này có diện tích gần 3 hectare. Chưa tính đường đi, chỉ tính diện tích lọc lòng. Bên khu đất bên này thì vẫn còn đất trống, nhưng cao su thì còn nhỏ, nó cái độ mát chưa cao, nên tương lai sẽ có thể quy hoạch để nuôi trùng dưới tán cao su bên này. Nước bơm ở đây là nước giếng khoan công nghiệp, bơm vào để pha loãng phân. Đây là cái giếng khoan. Chính giữa hai ngăn sẽ là có một cái vách màn lưới sắt để ngăn rơm lại, cũng như là có một cái lớp ván kính để rút ra để xả hết toàn bộ phân vào. Đang cho nước vào hầm phân để pha loãng để đánh khuấy để xả xuống hầm phân 2. Ở đây, hầm phân 2 bên đây sẽ được máy cày bơm hút theo cái đường ống mà mọi người thấy một màu xanh. Này. Anh công nhân đang xả phân từ hầm 1 xuống hầm 2. Và máy cày sẽ tiếp tục sổ phân xá xuống. Chúng ta đi xa xa để công nhân. Công việc nuôi trùng thực sự rất khó khăn và vất vả, đòi hỏi sự kiên trì và cái sự chịu đựng cũng như là sự cần cù rất là cao. Thì đây là cái lán trại bên trong vừa mới trang một sáng, mọi người thấy cho tăng từng vệt hàng cách hàng để tạo được thông thoáng. Khoảng 4-5 ngày sau chúng tôi sẽ tắp một lượt phân bao, mỗi ô như vậy sẽ cho ăn khoảng tầm 2-3 bao phân bò tươi đổ khô không có pha nước. Toàn bộ dàn trại của chúng tôi tiếp tục, đây là cái xe phân chu cho nó dăng.
nhìn nó, đối với những anh em không có nuôi trùng, những người lần đầu tiên thấy cảnh này rất hơi ghê, mà những người làm trùng như chúng tôi thì thấy nó quen rồi. Con bò như thế này không lẫn cỏ rơm thì rất là tốt. Chúng ta sẽ đi một vòng dọn trên trang trại để tham quan ha. Hôm qua trời mưa nên đường rất là sình lầy. Cái tại khu này chúng tôi sẽ tiến hành đổ đá bi hoặc đổ xà bằng để không có bị sình về mặt trại sau khi trùng ăn. Với cái độ dày và độ sạch như thế này thì tôi đoán chắc rằng sau ngày sáng ngày mai trùng sẽ ăn sạch. Sau khi ăn sạch thì cái bề mặt nó sẽ sơ như thế này. Còn bên đây là trùng chưa ăn còn phân. Các bạn thấy là không có một miếng rơm nào lẫn vào trong đây, bởi vì chúng tôi đã lọc ở hầm rơm một hồi nãy. Thì cái độ sệt và cái độ mịn như thế này thì trùng ăn sẽ rất là mạnh. Và đây là cái hầm phân 2. Chúng tôi sau khi pha loãng để đánh sệt cái phân bò, chúng tôi sẽ bơm vào cái đường ống này đến cái hầm phân 2 ở trung tâm khu khác của dàn trại 16 để đẩy phân tới và bắt đầu hút máy cho trùng ăn. Đường ống chính dẫn phân bò sau khi đánh sệt và lọc cỏ rơm đi từ hầm 1. Ống khá là to, ống là ống nhựa, không phải ống nhựa mà là ống bạc, rất là chắc. Đây là cái hầm phân tổng hồi nãy mình có quay lúc đầu này, cái xe máy chạy loại nhỏ để hơ bơm cái phân sau khi đánh loãng theo cái đường ống chính đẩy qua những cái hầm phân thứ cấp để cho trùng ăn trong hệ thống trung tâm của dàn trại. Và đặc biệt là với công nghệ nuôi trùng của chúng tôi thì chúng tôi có bổ sung thêm men vi sinh để có thể là xử lý phân bò tươi cũng như là bổ sung một số lợi khuẩn giúp cho trùng kích thích và phát triển sinh trưởng, sinh sản, sinh đẻ mạnh hơn. Thì hai cái thùng 1000 lít mà mọi người đã thấy sau phía cái chai đó là cái thùng men mà chúng tôi pha. Cứ mới đợt men như vậy chúng tôi pha 30 lít thứ cấp đổ vào từ ủ trong vòng 2 ngày. Và chúng tôi sẽ hút cái phân này lên cho trùng ăn theo đúng cái chu kỳ cho trùng ăn của chúng tôi. Còn mà đây là hình ảnh của cái việc chúng ta cho trùng ăn bằng máy bán tự động. Thay vì chúng ta kéo tay hàng thùng, chúng ta có máy cày chở phân trong hầm, trong phòng chứa và mức như thế này. Mô hình kép kính cho ăn bán tự động để giảm năng suất cũng như là tiết kiệm công sức cho anh em làm đỡ cực. Và làm như vậy thì năng suất trùng sẽ đạt hơn bình thường khoảng 20-35%. Giờ chúng tôi đã xử lý bước đầu vào của cái hầm phân, đó là tách cơ rơm rạ và bổ sung men. Một chiếc máy cày, một thùng chứa và hai người thế này một ngày có thể cho ăn khoảng tầm 3.000 mét vuông liên tục từ sáng tới chiều. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip giới thiệu về các kỹ thuật liên quan đến ngành trùng quế để chúng ta có những kiến thức cơ bản và chuyên sâu nhằm tạo ra một cách mạng nuôi trùng tại Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi thông tin nhu cầu tư vấn kỹ thuật cũng như là mua sản phẩm xin liên hệ với số điện thoại bên dưới. Vương Trùng Quế tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho bà con.